Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay xin mời mọi người tiếp tục cùng hai vợ chồng mình chuyến hành trình đi sang Úc. Và ở video trước ấy, là hai vợ chồng mình từ nhà tới sân bay bằng xe lửa. Và khi bước ra xe lửa thì mình sẽ đi vào sân bay. Mời các bạn cùng đón xem nha, hình ảnh của phi trường của sân bay Schiphol Amsterdam. Vừa bước xuống xe lửa đó mấy bạn, là mình sẽ đi cái thang máy đó đó. Mình lên tới đây là ra sân bay rồi đó mấy bạn. Tiện lắm. Đây là sân bay Schiphol mấy bạn ơi, ở Amsterdam. Nếu các bạn có tới đây mà sân bay á, thì cái tiệm này nè, La Place này nè, La Place này cũng là bán bánh mì ngon lắm mấy bạn, bánh mì với nước uống ngon. Đây cũng có tiệm hoa nè. Ví dụ như mình đi đón thân nhân, mình cần mua bó hoa thì cũng có hoa. Hoa đẹp lắm mấy bạn ha, tươi dễ sợ luôn á. Đó, và có quà lưu niệm nè. Đó, mấy bạn tới Hà Lan mà muốn mua những cái bình hoa tulip nho nhỏ vậy làm kỷ niệm nè, là thích lắm mấy bạn ơi, đẹp ha. Cái cách họ trình bày á rất là đẹp mấy bạn. Đây là những đôi guốc gỗ nè, truyền thống Hà Lan đó. Những cái hoa tulip này người ta làm bằng gỗ nè mấy bạn nè. Đẹp ha. Mình có thể mua lẻ từng cành đó, hoặc là mình có thể mua một bình như vậy. Cái này là hoa vải, còn cái này là hoa gỗ mấy bạn. Hoa gỗ nè. Đây là những cái này mình về mình gắn lên tủ lạnh nè mấy bạn. Thank you.
À, mấy cái tiệm như vậy nè, người ta vẫn bán nước trái cây tươi đó mấy bạn. Giờ mình coi thông tin nha mấy bạn ha, để coi chuyến bay mình sao rồi. Mình thấy bên ngoài có hoa tulip màu đỏ đẹp quá mấy bạn. Mình quay cho các bạn xem. Ở trong phi trường ngó ra đó mấy bạn nè. Mình tự tới mấy cái quầy check-in như vậy mấy bạn, là tự in cái boarding pass ra. Khi mà tất cả mọi thủ tục á, cân hành lý xong xuôi á, là hành lý được mình được chuyển vô trong luôn mấy bạn. Gọn ghê ha. Bây giờ khỏe ghê á, ai nấy tự làm thôi. Đâu cần nhân viên gì nhiều. Vậy là mình đã xong cái thủ tục check-in và cân hành lý rồi mấy bạn. Bây giờ mình đi vô trong thôi. Em là em cầm đem scan đó mình. Đây là xong rồi mấy bạn. Check-in xong và cân hành lý xong là mình đi vô trong đây là...
sau khi xong mọi thủ tục rồi đó là mọi người kiếm cái chỗ để ngồi uống cà phê mấy bạn. Mà bây giờ hai chồng mày phải đi kiếm cái ghế trước đã, phải kiếm chỗ đi toilet nè, phải kiếm cái ghế trước đã rồi mới yên tâm uống cà phê mấy bạn ơi. Những cái chỗ như vậy nè, các bạn có thể vô ăn hoặc uống nước nè mấy bạn nè. Nếu mà mình xong thủ tục rồi á. Đó, sân bay lúc nào cũng đông đúc ha mấy bạn ha. Rộn rịp ghê luôn. Không, em không ăn, no. Từ hồi sáng hai vợ chồng mình dậy sớm lắm. Mình để đồng hồ lúc mấy giờ ta anh? Hả? 5:30. 5:30 là dậy. Rồi 6:30 là đi ra khỏi nhà. Là mình đón tàu, đón xe lửa đó. Đi lên sân bay.
thì hồi sáng á, đúng ra là mình bắt một chuyến xe lửa, là mình ngồi đó là nó chạy tới Schiphol luôn, chạy tới cái sân bay Schiphol luôn. Mà vì là lúc vô đó hai chồng mình á, thấy xe lửa vừa chờ tới, sợ trễ chuyến xe lửa, thế là leo lên luôn mấy bạn. Leo lên thì lộn chuyến xe lửa, nhưng mà không sao hết á. Mình chạy lên trên Schiphol là mình đổi qua cái chuyến đúng của mình đặt á, là mình chạy lên đây. Thì coi như từ nhà mình á lên tới đây là mất 1 tiếng rưỡi, coi như là 7 giờ tàu chạy á, thì là 8 giờ rưỡi mình có mặt ở đây. Và mình làm thủ tục check in nè, cân hành lý nè, qua khâu an ninh nè, với lại hải quan xét, thì mất khoảng 45 phút mấy bạn. Thì khi mà xong hết tất cả mọi thứ là 9 giờ 15. Thì hai vợ chồng mình tranh thủ đi kiếm toilet rồi này kia kia nọ xong xuôi đi vòng vòng chơi. Rồi bây giờ bắt đầu ông xã mình đói bụng rồi, thèm đi cà phê, cho nên ảnh vô ảnh ăn nữa. Mình thì no quá rồi, ăn trên xe lửa no quá. Ngồi chơi thôi mấy bạn. Thành ra sớm lắm. 12 giờ máy bay mà 9 giờ 15 mình đã xong hết tất cả mọi thủ tục rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy vui thì đi theo chân hai vợ chồng mình đi sang Úc chơi nha, đi Sydney. Uống ké ly cà phê của chàng. Uống ké ly cà phê của anh Linh mấy bạn ơi. Đang còn uống 45. Nhiều người á thấy đồ sân bay rất là mắc, thì mình thấy cũng đúng thôi mấy bạn. Tại vì sân bay người ta trả tiền mặt bằng nhiều lắm, cho nên là mình đi chơi mình phải chịu thôi mấy bạn. Như một cái ly cà phê như vậy nè, ly cà phê như vậy nè là có giá là 5 đồng rưỡi, 5 đồng 45. Cái bánh bao nhiêu anh? Bánh 4 rưỡi. Cái bánh sausage bread là 4 đồng rưỡi, cái ly cà phê 5 đồng rưỡi nữa, thì ăn chung với nhau là khoảng 10 đồng một người đó. Nếu mà mình đói bụng thì mình vô mình ăn như vậy là khoảng cỡ 10 euro. 10 euro là khoảng 270.000 đồng tiền Việt Nam mình đó. Thì mình không biết so với ở Việt Nam mà bao nhiêu, mà mình nhớ hình như hồi năm 2018 á, mình về Việt Nam á, mình nhớ hình như tô phở lúc đó ngồi ăn thì tự vì cái chị dâu chỉ dành trả tiền, cho nên mình nhớ là không nhớ rõ lắm, hình như 200 ngàn một tô thì phải đó. Đó. Thì thường á, là chất lượng ở trong sân bay á, thì nó không bằng ở ngoài thiệt, nhưng mà thật ra sân bay ở đây chất lượng cũng ok lắm. Còn cái giá cả ở sân bay thì lúc nào cũng đắt hơn ở ngoài, cái đó là thật sự là sân bay nào cũng vậy mấy bạn ha. Nhân cái dịp này nè mấy bạn, mình muốn chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm lấy cái ghế trên máy bay. Vé máy bay bây giờ nhiều khi mình trả tiền vé thì đôi lúc là có nhiều cái hãng bay là mình phải trả thêm tiền hành lý nữa mấy bạn. Mà cái này nó cho mình miễn phí ha. À, mỗi người đem được 23 kg hả? Mình đặt cái vé mình coi hãng rồi nó cho 23 kg. Chuyến này thì mình không phải trả thêm tiền hành lý, cho nên là hai vợ chồng mình mới nói thôi là gửi hết. Chỉ có đem một cái ba lô lên máy bay thôi, còn bao nhiêu là mình gửi hết. Chứ còn mà nếu mà nó tính thêm tiền hành lý á, thì mình sẽ cố gắng mình dồn vô trong cái hai cái vali xách tay là mình đi thôi mấy bạn. Tự vì hai vợ chồng mình đi chơi gọn, thiệt là gọn, không có gì nhiều hết á. Đi 10 ngày như vậy, người đem vài bộ đồ đi theo thôi. Chủ yếu á, hai cái vali là do là mình có mua quà thì mình sợ cái quà nó dẹp lép á, thì mình lấy cái vali nó rộng rộng hơn chút để cho mình đựng quà cho nó dễ. Với lại tự hành lý miễn phí thì mình cầm theo như vậy. Và một cái chia sẻ của mình á,
khi lấy vé lấy ghế đó mấy bạn mà mình đăng ký ở nhà trước á thường hay bị trả thêm tiền lắm. Hôm ông xã mình ở nhà đó, ảnh định đăng ký vé đăng ký ghế trước á thì họ tính thêm tiền và cái ghế cũng không được sát nhau, hai vợ chồng đi mà cứ người mỗi người nơi vậy đó, cho nên ông xã mình cũng không có đăng ký. Thì lên tới sân bay á, cái lúc check in á để lấy cái boarding pass á, nó vẫn thảy hai vợ chồng hai nơi không có được ngồi kế nhau, nhưng mà mình vẫn phải lấy cái boarding pass. Lấy xong rồi á, ông xã mình ông sẽ tới cái quầy giống như cái quầy phục vụ có mấy cô ngồi á, thì ảnh mới nói là hai cái vé này tôi đặt một lần chứ không phải đặt hai lần, mình đặt một lần là mình có quyền đòi hỏi, nếu con còn ghế trống á mình được quyền đòi hỏi là hai vợ chồng ngồi kế nhau. Mấy bạn tự đi đường xa quá mà, ví dụ như đi đâu mà 1 tiếng 2 tiếng thì không thành vấn đề, cái này đi cả mười mấy 20 tiếng mà mấy bạn biết không, trên máy bay còn nhiều ghế trống lắm, nói một cái là cô đổi ghế luôn, hai chồng ngồi kế bên luôn mà không trả đồng nào tiền phí hết. Thành ra cái này là một cái kinh nghiệm lắm á, tụi mình đi vài lần như vậy tụi mình kinh nghiệm rồi, không phải trả tiền, không phải trả thêm tiền lấy ghế mấy bạn ơi. Cái này là mình chia sẻ một chút kinh nghiệm vậy. Thì nếu mấy bạn coi ở nhà trong online á, thấy trên máy bay á ghế vẫn còn thì cứ bình tĩnh tới sân bay và tới cái vali á, tới cái quầy á và trình bày với cái cô hoặc là cái anh mà ngồi ở tại cái quầy đó đó, và trình bày là những cái vé này chúng tôi mua cùng một lúc, đặt cùng một lúc và chúng tôi đi cả gia đình như vậy á, là chúng tôi muốn được ngồi kế nhau, chị có thể hoặc là anh có thể coi dùng ở trên máy bay còn cái hàng ghế nào mà còn trống đủ cho tụi tôi ngồi không, thì người ta sẽ tìm ra cho mình đó mấy bạn. Mình kinh nghiệm mấy lần mình đi đều như vậy hết á, mà mình không phải trả thêm tiền ghế mấy bạn ơi. Đây là những cái hộp mà bánh của Hà Lan á, gọi là stroop waffles. Và những cái này là cục cheese.
đặc trưng của Hà Lan đó mấy bạn. Mình có thể mua làm quà. Giờ mình sẽ tới cái bàn này mình ngồi mấy bạn, là có cái chỗ để sạc pin nè. Đây, có chỗ để sạc pin đây. Mình sẽ ngồi đây chút. Sau khi tới xong, ăn xong, uống xong rồi, bây giờ mình tới chỗ cái gate á, mình ngồi chờ mấy bạn còn sớm lắm. Tranh thủ làm phim một chút, ráp phim, đăng lên cho mấy bạn xem. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha mấy bạn nha. Mến chúc các bạn một ngày thật an vui, hạnh phúc. Chào các bạn.